Quân sự thế giới hôm nay 22 tháng 1 có những thông tin chính sau. Ukraine nâng cấp xe IFV M2A2 Bradley, hệ thống vũ khí laser Dragonfly của Anh tiêu diệt UAV. Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ triển khai xe tấn công thủy quân lục chiến FNSS MAV Zaha. Theo Army Recognition, xe chiến đấu bộ binh bọc thép bánh xích IFV M2A2 Bradley do Mỹ tài trợ cho Ukraine đã được trang bị thêm giáp phản ứng nổ ở mặt trước và hai bên thân xe và khí tài tác chiến điện tử chống máy bay không người lái. Bộ giáp có bề ngoài giống giáp của xe M2A3 Bradley, giúp tăng cường khả năng bảo vệ trước nhiều loại đạn bao gồm cả súng phóng lựu chống tăng vác vai RPG. Giải pháp gây nhiễu trong tác chiến điện tử chống máy bay không người lái bao gồm các bước vô hiệu hóa máy bay không người lái mục tiêu chính của việc gây nhiễu là làm gián đoạn hệ thống liên lạc và định vị của máy bay không người lái khiến nó không hoạt động hoặc buộc phải hạ cánh khi phát hiện mối đe dọa tiềm bẩn từ máy bay không người lái khí tài gây nhiễu sẽ bắt đầu hoạt động nhằm vào các kênh liên lạc của máy bay không người lái máy bay không người lái thường liên lạc với người điều khiển hoặc vệ tinh gps bằng tần số vô tuyến nên thiết bị gây nhiễu phát tín hiệu nhiễu mạnh ở các tần số này làm át đi tín hiệu điều khiển hoặc điều hướng sự can thiệp này làm gián đoạn khả năng nhận lệnh từ người điều khiển cũng như khả năng truy cập các tín hiệu gps cần thiết để điều hướng kết quả là hầu hết các máy bay không người lái sẽ chuyển sang chế độ không an toàn có thể quay trở lại một địa điểm được xác định trước hoặc từ từ hạ cánh hay bay lơ lửng tại chỗ cho đến khi hết điện ngoài ra còn có một số giải pháp gây nhiễu nâng cao như gửi các tín hiệu sai bắt trước tín hiệu điều khiển hoặc gps để lừa máy bay không người lái tuân theo các lệnh sai cho phép thiết bị gây nhiễu chiếm quyền điều khiển kiểm soát đường bay của máy bay không người lái theo công bố mới đây của Bộ Quốc phòng Anh, hệ thống vũ khí laser Dragonfire đã tiêu diệt một mục tiêu trên không trong một cuộc thử nghiệm tại Herbrys, Scotland. Thử nghiệm thành công là dấu mốc quan trọng để triển khai hệ thống này trong vòng 5 đến 10 năm tới. Trước đó, Bộ Quốc phòng Anh đã thực hiện một loạt các cuộc thử nghiệm như bắn tia laser công suất cao tĩnh đầu tiên do Anh sản xuất, sử dụng Dragonfire để theo dõi các mục tiêu đang di chuyển với tốc độ cao trên không và trên biển, Mặc dù các chi tiết kỹ thuật của Dragonfly cũng như mục tiêu bị bắn hạ không được tiết lộ, nhưng theo Bộ Quốc phòng Anh, Dragonfly có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào có thể nhìn thấy với tốc độ ánh sáng. Dragonfly dùng chùm tia sáng cực mạnh để cắt xuyên mục tiêu, khiến mục tiêu bị hỏng cấu trúc hoặc hư hỏng nặng hơn nếu đầu đạn bị tia laser nhắm trúng. Dragonfly được phát triển thông qua khoản đầu tư chung trị giá 100 triệu bảng Anh giữa Bộ Quốc phòng Anh và một nhóm nhà sản xuất tên lửa MBDA cùng hai đối tác Leonardo UK và Quintiqui. Theo The Defense News, chi phí cho một phát bắn của Dragonfly thường dưới 10 bảng Anh, tương đương 13 đô la Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Brian Sharps cho biết, loại vũ khí tiên tiến này có khả năng cách mạng hóa không gian chiến đấu bằng cách giảm sự phụ thuộc vào các loại đạn dược đắt tiền, đồng thời giảm nguy cơ thiệt hại ngoài ý muốn. Hiện cả lục quân và hải quân Hoàng gia Anh đều quan tâm đến việc sử dụng công nghệ này trong phòng không. Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ triển khai xe tấn công thủy quân lục chiến FNSS MAV Zaha theo Military League, phiên bản nội địa này được triển khai trong một cuộc tập trận hải quân Sea Wolf 1 2024 diễn ra tại Biển Đen, Biển Asian và Đông Địa Trung Hải từ ngày 7 đến 16 tháng 1. Cuộc tập trận có sự tham gia của 8 tàu khu trục, 3 tàu hỗ tống, 16 tàu tấn công, 7 tàu ngầm, 6 tàu săn mìn, 47 tàu phụ trợ, 13 tàu tuần tra, 9 tàu đổ bộ, 10 máy bay, 17 trực thăng, 22 máy bay không người lái, các đội đặc nhiệm sát và SAS. Xe tấn công thủy quân lục chiến FNSS MAV Zaha là xe bọc thép lội nước có thể di chuyển cả trên bộ lẫn dưới nước. Được phát triển bởi FNSS Savunma Systemleri, nhà sản xuất xe quốc phòng có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ. MAV Zaha có lớp giáp chống nước. Thiết kế thủy động lực kín hoàn toàn của nó không chỉ giúp tăng cường khả năng di chuyển dưới nước, mà còn mang lại khả năng tự điều chỉnh thăng bằng. Được trang bị động cơ diesel gắn trên thân phía trước, MAV Zaha có hệ thống truyền động hoàn toàn tự động. Xe có thể đạt tốc độ tối đa 7 hải lý trên giờ, sấp xỉ 13 km trên giờ khi ở dưới nước và 70 km trên giờ trên cạn. Xe được trang bị tháp pháo kép điều khiển từ xa KK, súng máy hạng nặng M2 và một khẩu AGL 40 mm Lớp vỏ nhôm đảm bảo khả năng bảo vệ chống lại các mối đe dọa từ mảnh đạn và mìn. Xe được bổ sung súng phóng lựu đạn khói đồng trục và hệ thống chuyên dụng bảo vệ chống vũ khí hạt nhân sinh học và hóa học. MAV Zaha được điều khiển bởi tổ lái 3 người, gồm chỉ huy, lái xe và xạ thủ được bố trí ở giữa, khoang của xạ thủ với tầm nhìn toàn cảnh cho phép theo dõi chuyển động của đối phương một cách hiệu quả. Khoang phía sau rộng rãi có thể chứa hàng hóa và tối đa 21 binh sĩ.